Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel tôi vẽ tranh trên kênh YouTube của mình nhé. Trên tay mình đây là bức tranh về hai chú cá đang bơi và một cái chiếc lưỡi câu đang tung ở dưới nhé. Chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này. Mình sẽ tô màu cho chú cá đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái màu vàng để tô màu cho chú cá ở phía trên mập mạp ở phía trên này nhé. Đầu tiên là mình sẽ tô phần đầu của chú cá bằng cái màu vàng đo cam này. Tiếp theo là mình sẽ tô cái màu màu vàng nhạt cho cái vây của chú cá này nhé. Đây, cái miệng này thì mình sẽ tô màu đỏ nhé mọi người. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh ngọc cho cái chú cá ở phía dưới này nhé. Và tiếp theo là mình sẽ tô màu xanh nước biển cho cái vùng nước.
video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.